Những diễn biến gần đây cho thấy tình hình lạm phát ở Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, Trung Quốc dường như cũng đang nới lỏng phòng dịch COVID-19, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại vào năm sau. Đây sẽ là hai yếu tố quan trọng mà Việt Nam cần quan tâm theo dõi trong năm 2023 nhằm có những ứng biến kịp thời để nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế, khôi phục hoạt động giao thương, du lịch. Sản xuất giảm sút rõ rệt. Trong báo cáo mới đây, TTCP chứng khoán Media Assets Việt Nam lưu ý, thời gian tới cần theo dõi hai yếu tố là việc Trung Quốc mở cửa trở lại và khả năng lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ. Trong thời gian tới, việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa chống COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc là yếu tố chính cần theo dõi. Chúng tôi kỳ vọng thị trường này sẽ dần mở cửa trở lại vào quý 1 năm 2023. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed gần đây cũng đã gợi ý về việc giảm tốc độ tăng lãi suất nhờ lạm phát có tín hiệu hạ nhiệt, báo cáo nêu rõ. Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đang ghi nhận xu hướng suy giảm rõ rệt. Tổng cục Thống kê cho biết, xuất khẩu lũy kế 11 tháng trong năm 2022 vào khoảng 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tốc độ này đã chậm lại đáng kể so với mức tăng 16% của 10 tháng năm 2022. Trong tháng 11, xuất khẩu giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó phần lớn các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều rơi vào tình trạng tiêu thụ chậm lại, nhất là Mỹ và EU. Chỉ số sản xuất công nghiệp của lĩnh vực sản xuất tương quan với tăng trưởng xuất khẩu đã tăng chậm lại thấy rõ trong 2 tháng qua, tháng 9 tăng 10,3%, tháng 10 tăng 5,5%, tháng 11 tăng 5,3%. Nguyên nhân được cho là thiếu hụt nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng, đơn hàng giảm. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI 11 tháng cũng giảm xuống 47,4 điểm, chấm dứt chuỗi 13 tháng tăng trưởng. S&P Global lý giải, việc đồng tiền Việt Nam mất giá khiến chi phí đầu vào tăng nhanh hơn, trong khi triển vọng nhu cầu lại tiêu cực. Hai yếu tố quan trọng. Mới đây, VN Direct đưa ra nhận định việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là một cú hích lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Năm 2019, ở giai đoạn trước dịch COVID-19, du khách Trung Quốc chiếm hơn 30% lượng khách nước ngoài đến Việt Nam. Việc ngành du lịch khởi sắc sẽ kéo theo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, dịch vụ lưu trú ăn uống và hàng không được hưởng lợi từ sự phục hồi của lượng du khách Trung Quốc. Trong khi đó, việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa khiến giao thương qua biên giới hai nước dễ dàng hơn sẽ hỗ trợ xuất khẩu nông sản Việt Nam. Theo đó, xuất khẩu cao su, gạo, rau quả, thủy sản, gỗ và các sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc sẽ hưởng lợi khi chi phí vận chuyển giảm và nhu cầu gia tăng từ thị trường đông dân nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tái mở cửa giúp ổn định chuỗi cung ứng vật liệu đầu vào cho lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là ngành điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị và dệt may. Đối với các vấn đề lạm phát ở Mỹ, số liệu gần đây cho thấy lạm phát đang bắt đầu hạ nhiệt tại siêu cường số 1 thế giới. Trong quý 3, chỉ số giá tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ chỉ tăng 4,6% so với cùng kỳ, sau khi tăng 8,5% trong quý 2. Cùng với đó, lạm phát theo năm của Mỹ cũng tăng 8,2% so với cùng kỳ trong 9 tháng, giảm từ 8,3% hồi tháng 8 và mức đỉnh là 9,1% hồi tháng 6. Khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, các chuyên gia kỳ vọng Fed sẽ giảm bớt quyết liệt hơn trong việc tăng lãi suất trong năm 2023. Điều này sẽ có tác động đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam. Đây sẽ là hai yếu tố quan trọng mà Việt Nam cần quan tâm theo dõi trong năm 2023 nhằm có những ứng biến kịp thời để nắm bắt cơ hội phát triển, khôi phục hoạt động giao thương, du lịch. Thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam có kim ngạch vượt 100 tỷ USD trên năm, gấp đôi Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 109 tỷ USD, đây là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD trên một năm. Thậm chí, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này của Việt Nam cao gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc, 24,29 tỷ USD và Nhật Bản là 24,23 tỷ USD cộng lại. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 năm 2022 ước đạt 29,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 năm 2022 ước đạt 29,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,63 tỷ USD, tăng 3,2%. Trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 22,03 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 giảm 14%.
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 22,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, giảm 10,6%. Trong quý 4 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 89,5 tỷ USD, giảm 7,1% so với quý 3 năm 2022 và giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%. Đáng chú ý, về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt là 109,3 tỷ USD. Đây cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay vượt mốc 100 tỷ USD trên một năm. Thậm chí, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Việt Nam gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc 24,29 tỷ USD và Nhật Bản 24,23 tỷ USD cộng lại. Trong đó, máy móc, thiết bị và phụ tùng là nhóm hàng được xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều nhất, với kim ngạch xuất khẩu đạt 20,1 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Việt Nam trong năm 2022. Tiếp theo là nhóm hàng dệt may với kim ngạch xuất khẩu đạt 17,3 tỷ USD, chiếm 15,8%. Theo sau là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 15,9 tỷ USD và 11,8 tỷ USD. Sau Hoa Kỳ, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch là 57,2 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông với kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 24,29 tỷ USD và 24,23 tỷ USD và 10,9 tỷ USD. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ USD. Trong năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 31,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với năm trước. Xuất siêu sang Nhật Bản 836 triệu USD. Năm trước nhập siêu 2,7 tỷ USD. Nhập siêu từ Trung Quốc là 60,9 tỷ USD, tăng 11,5%. Nhập siêu từ Hàn Quốc là 38,3 tỷ USD, tăng 11,5%. Nhập siêu từ ASEAN là 13,6 tỷ USD, tăng 10,6%. Hợp tác kinh tế với Nga gia tăng. Ngày 7 tháng 12, triển lãm công nghiệp khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Trong năm kỷ niệm, Nga đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế đa ngành và chuyên ngành tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của triển lãm sắp tới đây sẽ là triển lãm song phương đầu tiên thể hiện khả năng xuất khẩu của chỉ riêng Nga và Việt Nam. Đây là lần thứ tư một triển lãm như vậy được tổ chức kể từ năm 2015. Mô tả về hình thức triển lãm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ghi nhận. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là người bạn đáng tin cậy của Nga. Hợp tác đa phương giữa hai nước chúng ta được coi là hình mẫu hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Triển lãm được tổ chức như một nền tảng hiệu quả để trao đổi kinh nghiệm hữu ích, xây dựng các mối quan hệ kinh doanh. Tôi tin việc minh chứng những thành tựu đạt được và trao đổi kinh nghiệm phong phú lẫn nhau sẽ giúp đạt được khả năng thực hiện các dự án chung đầy triển vọng. Daria Dementieva nói với các công ty vận tải, hậu cần, kỹ thuật, các tổ chức tài chính sẽ tham gia trong triển lãm của Nga. Các gian hàng tập thể của vùng Primorsky và các nước Cộng hòa Umotia, Cộng hòa Mariel, thành phố Kaluga sẽ giới thiệu với khách tham quan triển lãm về khả năng của 4 khu vực trong Nga. Các trường đại học hàng đầu của Nga cung cấp các sản phẩm giáo dục trong lĩnh vực cơ khí, công nghệ dầu khí, quản lý, xây dựng, công nghệ sinh học, xã hội học, luật, ngân hàng, địa chất và nhiều ngành khác. Hàng chục công ty Nga sẽ giới thiệu các sản phẩm phổ biến nhất của mình tại Việt Nam. Đặc biệt, đây là đồ chơi giáo dục dành cho trẻ em, thức ăn trẻ em, bánh kẹo, thịt và các sản phẩm xúc xích, thuốc men, thiết bị y tế, thiết bị cải tiến điều trị các bệnh về mắt, rối loạn giấc ngủ cũng như các sản phẩm sinh học cho sức khỏe động vật. Khách tham quan triển lãm sẽ được làm quen với các thiết bị chẩn đoán bên trong, tình trạng kỹ thuật của đường ống dẫn dầu khí và nhà máy lọc dầu, máy bơm ly tâm hiện đại nhất cho công nghiệp hóa dầu, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, máy biến dòng đo lường, máy biến áp điện. Thiết bị công nghệ cao cho các hệ thống kiểm soát quy trình tự động được trưng bày, được thiết kế để hoạt động dưới trọng tải cơ học gia tăng,
và phạm vi nhiệt độ công nghiệp từ âm 41 đến âm 81 độ. Các chuyên gia Việt Nam sẽ có thể làm quen với các thiết kế sáng tạo của Nga về xây dựng cầu, xây dựng công nghiệp và dân dụng với những chiếc tàu đánh cá nhỏ, với máy bơm cho các tổ hợp luyện kim, nông công nghiệp và nhiên liệu, năng lượng, với thiết bị cho dịch vụ ô tô và chế biến hải sản. Một số công ty Nga trưng bày sản phẩm tại Hà Nội đã hợp tác hiệu quả với phía Việt Nam trong một thời gian qua. Tại triển lãm, đại diện của họ có ý định quảng bá sản phẩm và công nghệ của họ tới thị trường Việt Nam trên quy mô lớn hơn. Và đối với những người mà thị trường Việt Nam vẫn là terra incognita, triển lãm sẽ là cơ hội tuyệt vời để thiết lập quan hệ đối tác với đồng nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Hơn nữa, như Daria Dimentieva lưu ý khi kết thúc cuộc phỏng vấn, trong khuôn khổ triển lãm tại Hà Nội sẽ diễn ra các bàn tròn về các vấn đề hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng, y tế, giao thông và hậu cần, năng lượng truyền thống và năng lượng thay thế, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, giáo dục đại học và trung học. Năm 2023 có lẽ sẽ có nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam khi nền kinh tế lớn nhất của thế giới nhiều biến động. Việt Nam sẽ có biện pháp như thế nào, phát triển ra sao? Chúng ta hãy chờ xem. Tới đây, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!